truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Lẹ đi, khác quá à. Đây, có ngay. Đây, cảm ơn anh. Không biết sao dạo này phòng em bụi quá, lát ăn cơm trưa qua dọn phòng em nha. Gì? Chiều có rửa xe không? Còn rửa giùm xe luôn. Duy Quang. Hả? Lên biểu. Ừ, đây. Cậu bắt đầu làm ô xin cậu ấy từ lúc nào vậy hả? Từ lúc làm mất của cậu ấy cái đồng hồ bạc triệu. Ôi trời, đồng hồ bạc triệu bị mất à? Ừ. Chuyện là như thế nào? Cậu ấy đeo một cái đồng hồ xịn đến công ty. À. Tôi mượn cậu ta để đeo. À. Thế là đem đi khoe với mọi người là đồng hồ của mình. Rồi mất. Rồi là mất lúc nào cũng biết. Trời ơi, cậu lúc nào cũng vậy hết trơn. Hôm nay tôi không ăn trưa. Ừ. Tạt qua chợ Bến Thành mua được cái đồng hồ để đền ăn qua. Đồng hồ đẹp đấy. Mặc tiền lắm đúng không? Bao nhiêu? 60.000. Ừ, trời ơi. Mất đồng hồ bạc triệu, đền đồng hồ 60.000. Ừ. Đồ dởm à? Ừ. Kẻ như đăng quang, làm sao phân biệt dởm với thật? Tôi nhân tôi còn không biết. Quang. Đẹp đấy. Lấy cho mẹ em đi cà phê. Phê phê cái lê tê mê ấy. Này, tớ đã mua đồng hồ để đền cậu rồi. Nhìn sơ qua biết đồng hồ dởm rồi. À. Đồng hồ của em màu đẹp hơn nha. Này, ráng mà tìm một cái y chang vậy, không được hả xếp tài vặt hết lòng quanh. Này này, sao lại liên quan đến ông Tài? Ừ, sao không liên quan? Chứ anh nghĩ em đủ tiền mua đồng hồ đó hả? Cái đồng hồ đó là sếp mới mua nha. Hôm trước đi nhậu sếp đeo bị lỏng á, nhờ em đeo giùm. Em muốn uống cà phê? Ờ, có ngay. Sếp Tài có biết rằng Đăng Quang đưa cái đồng hồ đó cho cậu không? Đăng Quang chưa nói là sao mà biết được. Chưa nói hả? Ừ. Có nghĩa là sếp Tài không biết. Ừ. Vậy là ổn rồi. Ồ sao? Coi như là Đăng Quang là mất chứ không phải cậu. Đăng Quang có hỏi gì cậu chối đi là xong. Ừ, hay quá. Ừ. Nhưng mà vụ này có chót lọt được không? Không chót lọt hay là như thế nào tớ không biết, nhưng cũng phải thử. Còn hơn là bỏ tiền bạc triệu ra để đền cái đồng hồ xịn cho người ta. Đây. À đây, còn cái này nữa. Trong lúc sếp Tài buồn vì mất cái đồng hồ, cậu mua một cái đồng hồ khác đem tặng cho sếp Tài. Lấy lòng luôn. Hay quá. Được không? Đúng là cao nhân nhá. Chứ sao? Biết đâu ông ấy sướng quá lại thăng chức cho tớ. Đúng. Này, cái đồng hồ này được không? Ừ, không, đồng hồ này xấu lắm. Không, tớ sẽ dắt cậu đi mua một cái đồng hồ màu trắng giống y bạch kim, đẹp lắm. Ừ. Rẻ hơn cái này. Bao nhiêu? Có 50.000. Ơ, dạ thưa sếp, sếp đây rồi ạ. À. Em tìm sếp mãi. Dạ, em nghe tin sếp mất đồng hồ. Đúng. Em có cái đồng hồ xách tay từ bên Mỹ về, giá trị nó chỉ 1.200 thôi, nhưng mà nó rất hữu ích để xem giờ. Em tặng sếp ạ. Cậu tặng tôi đồng hồ hả? Dạ vâng ạ. Ồ, cảm ơn cậu. Ừ, không có gì cậu ạ. Cậu là một người biết quan tâm tới mọi người. Dạ, dạ tốt quá. Dạ, sếp đeo. Dạ. Anh Hoàng, trả cho anh nè. Hả? Sao cái này nó nằm ở chỗ cô à? Thì hôm qua anh đem nó qua phòng em, anh khoe là anh có đồng hồ xịn đẹp, rồi anh còn nói nếu mà tối em đi chơi thì cái đồng hồ này thuộc về em, nhưng mà em thấy nó xấu quá à. Trời dạ. Ơi, cái đồng hồ này của tôi nè. Đó, thì ra chính là cậu. Vậy mà cậu đổi thừa cho Đăng Quang, cậu làm tôi thất vọng quá. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.